hướng dẫn, tôi dìu dắt từng bước, rồi khi mà cháu nó vững chắc rồi đó, tôi giao hết cái quán ăn gia đình lại cho hai vợ chồng nó, và tôi chỉ có chuyên về đi thiện nguyện thôi. Quá tuyệt vời luôn. Giữa chị và mẹ chồng có những cái điểm chung gì không? Điểm chung hả? Lo cho nhà cửa, mẹ thì lo mọi thứ luôn. Sau đó mẹ truyền sang cho em, là em cũng bắt đầu biết lo trong lo ngoài. Mẹ chỉ cho em là một cái bản copy của mẹ vậy đó. Tính nói nhiều khi chồng em giỡn nói là trời ơi, có thêm một mẹ dung thứ hai nữa rồi. Gọi là sang chủ quá luôn đó. Tất cả mẹ chỉ giờ đi làm thiện nguyện thôi. Để cô cảm giác có những điều gì mình chưa hợp với con dâu của mình không? Tôi cũng có những đôi lúc mà tôi thấy nó chưa có phù hợp với mình. Thí dụ như vợ chồng trẻ mà hay hờn giận lắm. Bé này nó ăn cơm trước đi, công việc của tôi mà nó còn ăn cơm đi, còn lo thằng con trai của tôi lại giận hờn, tại sao không chờ chồng ăn mà ăn trước với mẹ vậy đó. Đúng vậy. Thưa chương trình, tôi tên là Dương Thị Kim Dung, năm nay tôi 66 tuổi. Trời ơi, trẻ quá luôn. Tôi đến ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin mời chị ạ. Em tên là Huỳnh Thị Linh Phương, sinh năm 90 ạ. Chị Phương làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, làm được 6 năm rồi. Mình có công chúa hay hoàng tử nào chưa nhỉ? Dạ, có một bé trai 2 tuổi. Cái lần đầu tiên mà mẹ chồng nàng dâu gặp cô dâu này thì mình ấn tượng thế nào? Lúc đó nó còn là một sinh viên thôi. Tôi có hỏi thì cháu học ở trường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì đó là cái trường ngày xưa của tôi, là trường Gia Long. Thì cái hồi mà thời trẻ của tôi là tôi học ở trường đó. Thành ra đầu tiên là tôi thấy có một cái điểm cộng rồi, phải không? Linh. Rồi thấy cháu nó hiền, ngoan, chăm học. Mà tôi là chuyên về thiện nguyện. Thành ra tôi rất là về phe của Hoàng Linh đó. Gia đình cháu thì hơi khó khăn, thì tôi nuôi cháu để cháu ăn học tiếp. Con tôi thì nó đi học du học nước ngoài. Con tôi với bé Linh Phương này thì ở chung một lớp 12 ở trường Nguyễn Thị Minh Khai. Con dâu tôi đó thì là phó học tập, phải học giỏi. Nên là đúng rồi, phó ban học tập. Còn thằng con trai tôi thì nó bình thường thôi. Thì khi mà nó đi học trở về thì nó gặp lại bạn gái, thì gia đình hơi khó khăn, lại là một điểm cộng đối với tôi nữa. Tôi thì thích về những người nghèo thôi. Thế là tôi đồng ý đem cháu lên nuôi để cho đi học tiếp trường kế toán kiểm toán đó, để cho cháu học và sau này có cái nghề. Hay quá, mẹ chồng tuyệt vời. Rồi cô con dâu thì sao nào? Em lúc đó thì gặp mẹ, nghe nói là người Bắc sẽ khó lắm, nhưng mà gặp mẹ thì không có như vậy. Mẹ rất là quan tâm em, mẹ lo lắng cho em ăn học, rồi em còn ở nhà của mẹ luôn á. Đó là nhà xa nên là mẹ cho về ở chung luôn. Trước khi làm dâu là về ở chung với mẹ rồi, trong tương lai rồi. Lúc đó tôi coi nó như một sinh viên nghèo. Và hiện tại thì tôi cũng đang nuôi rất nhiều sinh viên nghèo. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Rồi sau đó thì mình cưới về, cô con dâu làm dâu nó có khác gì với lúc ban đầu không cô? Thấy nó có những cái bỡ ngỡ. Là bắt đầu nó làm vợ, rồi sau này nó làm mẹ, thì nó có sự khác chứ. Nhưng mà tôi đi theo sát cháu, coi nó như là con của mình vậy đó. Thế là tôi hướng dẫn, tôi dìu dắt từng bước, rồi khi mà cháu nó vững chắc rồi đó, tôi giao hết cái quán ăn gia đình lại cho hai vợ chồng nó, và tôi chỉ có chuyên về đi thiện nguyện thôi. Quá tuyệt vời luôn. Giữa chị và mẹ chồng có những cái điểm chung gì không? Điểm chung hả? Lo cho nhà cửa. Mẹ thì lo mọi thứ luôn. Sau đó mẹ truyền sang cho em, là em cũng bắt đầu biết lo trong lo ngoài. Mẹ chỉ cho em là một cái bản copy của mẹ vậy đó. Tính nói nhiều khi chồng em giỡn nói là trời ơi, có thêm một mẹ dung thứ hai nữa rồi. Gọi là sang chủ quá luôn đó. Tất cả mẹ chỉ giờ đi làm thiện nguyện thôi. Để cô cảm giác có những điều gì mình chưa hợp với con dâu của mình không? Tôi cũng có những đôi lúc mà tôi thấy nó chưa có phù hợp với mình. Thí dụ như vợ chồng trẻ mà hay hờn giận lắm. Bé này nó ăn cơm trước đi, công việc của tôi mà nó còn ăn cơm đi, còn lo thằng con trai của tôi lại giận hờn,
tại sao không chờ chồng ăn mà ăn trước với mẹ vậy đó. Rồi bé này nó khóc, nhưng mà nó lại không chịu nói với tôi. Nó khóc một mình cho đã đời đi. Rồi nó đi về nhà, đi về nhà bố mẹ ruột. Thì tôi thì lo lu bu về để thiện nguyện mà. Tới chừng mà tôi chợt nhớ là nó tôi không thấy. Tôi hỏi cô Việt, Việt bé Phương đâu rồi? Nó đi về nhà nó rồi. Thì tôi thấy không được, tôi mới điện thoại cho con dâu mình. Bé này nó mới kể ra. Thì tôi nói thôi con cứ về đây, lần sau có gì con phải nói với mẹ, rồi mẹ giải quyết cho. Chứ con đi bỏ về như vậy là không được. Đó, chị đó là duy nhất một lần như vậy thôi. Thế từ đó về sau là cháu nó không có mà tự nó khuyên nó làm nữa, mà nó hỏi rồi nó nói là mẹ ơi anh Việt như vậy đó. Đúng ra là giữa mẹ chồng nàng dâu là thân lắm rồi đó. Thân từ lúc mà chưa làm đúng dâu rồi, dạ. Ở chung luôn rồi. Có ngày chuyện gì không? Dạ tại vì nhiều khi em với lại chồng á là làm bạn á lâu rồi, cái giờ giống như cũng như bạn vậy đó, hay giận quá. Nhưng mà em không biết là giữa chị với mẹ có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ chưa? Kỷ niệm mà trước khi về nhà mẹ nha, là mắc cười lắm. Lúc đó ba đi học phụ huynh ở trong trường á, xong cái ba nói là về mẹ, ba nói là không biết á, trong lớp có một cái bà phụ huynh á, mẹ hả trời nhí nha nhí nhố vui lắm, tới là chụp hình nè, định bắt tất cả mọi người chụp hình, mấy bạn chụp trong lớp cũng phải chụp hình. Cái em mới nói trời ai vậy không biết nữa, ngồi trước mặt con á. Nhưng mà lúc đó là chồng em là sắp xếp là chồng phải ngồi trước em ngồi sau, thì em nghĩ ngay là tới mẹ. Còn cái tới lúc mà đi dẫn về ra mắt á, cái bà em mới hả, nói chung là trùng hợp vui lắm. Cái cô mà hồi đó bà nói là chụp hình vui 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 đó, cái em mới kể cho chồng nghe. Chồng nói thấy chưa, là lúc đó ba em mới dạng như là ấn tượng với mẹ đi, cái đùng một cái là làm xui. Mẹ em rất là thích đi chụp hình, những cái chuyến đi từ thiện nào cũng chụp, chụp tất cả mọi thứ. Giống mình bóp Facebook đi thì mẹ không bóp Facebook mà mẹ sẽ rửa thành những cái album. Còn em á thì mẹ rất là thích em viết chữ, tại viết chữ đẹp. Xong rồi mỗi tấm hình đều comment ở dưới hết. Nó nhờ một tay nói hết. Em là chuyên gia viết comment cho mẹ trong những cái album đó. Có bao giờ cô dâu tặng quà cho mẹ chồng chưa? Có. Thí dụ như ngày sinh nhật tôi á, nó tự nó đã làm cái bánh lăng đó. Rồi nó cho cả nhà cùng ăn. Nó hay mua quần tây á, nó hai mẹ con mặc một size. Tiện quá cô hả? Thôi có khi nào có nào đồ mẹ chưa khô lấy đồ con mặc cũng đỡ hả? Cũng được. Đỡ hao. Coi như là quần nào đẹp là đúng mua cái quần thôi. Mẹ mặc cũng mới, con mặc cũng mới. Là mẹ không hồng thích cho em nó là mua. Mẹ cứ nói là có rồi giữ đi, lưỡi lo cho con. Thành ra rất là khó tặng quà mẹ. Nhiều khi em thích mẹ mặc gì mẹ thích thì mắc cười lắm, em đem ra em giặt rồi em cho lại mẹ. Chồng em hỏi trời giờ mẹ thích gì cũng lột ra cho hả? À là mẹ thích gì là dâu lột ra cho rồi. Tụi nó dễ thương như vậy đó. Dạ. Có người mẹ chồng rất là tâm lý và tình cảm nữa. Vậy thì chắc con cháu trong nhà mình là quá khỏe với bà nội đúng không chị? Thì mẹ dành thời gian để mà làm từ thiện rất là nhiều, cho nên là ở nhà thì mẹ lại không có thời gian nhiều. Quỳ Linh cũng nằm trong một cái trường hợp giống như cô vậy đó. Mình lo chuyện xã hội rất là tốt, nhưng đôi khi về nhà mình cảm giác mình có lỗi với gia đình. Đúng rồi. Ở đâu đó vẫn còn những cái điều mà mình chưa lo tới, trong khi mình lo những cái người ở xa, thật là xa, không phải bà đúng con rồi. Thì mình lo từng chính lý xác. Từng tí chính xác. Thậm chí lo còn hơn người hơn. Nhà đúng mình. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xem con của cô nói gì nhé. Xin chào mọi người, em tên là Hải Đăng. Lần này thông qua chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, em có dịp chia sẻ những cảm xúc của mình dành cho vợ và mẹ em. Về vợ em, Phương ơi, cái cảm xúc đầu tiên anh dành cho em là sự vượt khó, hiền lành. Hồi đó nói thật, anh theo đuổi em cũng chỉ vì mẹ bắt anh phải quen lớp phó học tập để học giỏi hơn, chứ cũng chả ấn tượng gì ngoài việc em đen, lùn. Và anh biết là em ghét anh rất là nhiều. Anh nhớ hồi đó khi đi du học, mẹ anh lúc qua có hỏi anh về mối quan hệ giữa em và anh. Thì khi mà mẹ anh biết là hai bên gia đình là hai tôn giáo khác nhau, thì mẹ anh có phần nao núng và không đồng ý. Thì chính ngay lúc đó anh cũng rất buồn, nhưng anh đã quyết tâm là anh sẽ đi tìm hiểu kỹ
để rồi có được sự hòa hợp giữa hai bên. Còn về phần mẹ Dung thì em chỉ muốn bóc phốt một điều là mẹ em cực kỳ hung dữ. Hung dữ đủ để mạnh mẽ lo cho ba đứa con không lớn lên người, đủ để bảo vệ và dẫn dắt gia đình. Thì con cũng có phần gen của mẹ, nên đôi khi con rất nóng tính và hay lớn tiếng với mẹ. Thì những lần đó con xin mẹ đừng giận và buồn con. Mẹ thì rất thương người, thương quá mức đến nỗi nhiều lần đi từ thiện thì quên ăn quên uống, xỉu lên xỉu xuống. Con chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe đủ để tiếp tục những chuyến hành trình của mình. Con chỉ muốn gửi gắm một điều là gia đình là tất cả, hãy thương yêu nhau khi còn có thể. Xin cảm ơn. Trời, cái cưng quá nha. Cô cảm giúp xúc như thế nào? Tôi mừng vì nó sống, nó có suy nghĩ làm người được. Một trong những cái đạo lý của người Việt Nam mình là phải biết chia sẻ yêu thương nhau. Tôi vui lắm. Hồi nãy em có nghe anh chia sẻ là cái câu chuyện ngày xưa của vợ chồng mình khi mà đến với nhau cũng rất là khó khăn. Không biết em có được chia sẻ không? Dạ thì lúc mà đi học trong trường á, cấp 3 á, thì có nghe nói bạn thích mình. Xong rồi lúc đó em cũng mặc cảm lắm, tại vì nhà mình là khó khăn, còn nhà bạn thì khá giả hơn. Nói chung là em tránh né chứ không có thích. Xong rồi dài lắm rồi bạn đi du học. Lúc đó em là đạo Thiên Chúa, còn bạn là bên đạo Phật. Đó, như bạn kể là bạn đi tìm hiểu rồi dẫn mẹ đi nhà thờ, thì mẹ thấy là quan trọng là ở con người thôi chứ đúng, không phải là tôn giáo. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế này chồng chê quá nha. Dạ. Lúc đó em xấu quá nha. Em chỉ có 43kg thôi. À. Mà giờ em là 55kg. Giờ lên mặt mặt trắng trẻo ra. Ngày xưa nó bé nhỏ đó. Chồng dám chê vợ lùng ha, này kia ha. Như nãy còn nói mẹ hung dữ. Tôi quyết định cái gì đó, tôi quyết cho cái người này vào nhà ở là phải cho vào nhà ở. Không có nói sao mẹ cứ cho cứ mấy người lạ mẹ không sợ hả? Nhưng mà thật sự Lộc ơi, với Quỳnh Linh ơi, cái lúc đó cái tình thương á nó lấn áp hết rồi. Cảm ơn. Con dâu rất là hiền, một mẹ Dung nói dữ thôi nhưng mà rất là nhân văn. Dung cũng tên mẹ của Quyền Linh đó. Ồ vậy đó hả? Dạ. Những người tên Dung dễ thương lắm. Cảm ơn. Hay quá, ba con tên Dũng. Bạn trai con Dũng. Dũng này. Hôm nay thì cô có muốn con dâu mình thay đổi một điều gì không? Không, tôi chỉ muốn là cái gia đình mình phải là một gia đình yêu thương lẫn nhau, sống tốt, không cầu kỳ, không cái gì hết. Nàng dâu có mong muốn ở mẹ chồng điều gì không? Thì thông qua chương trình là em muốn gửi tới mẹ là ba vừa mất rồi thì tụi con chỉ còn mẹ thôi. Mẹ thì dành nhiều thời gian để đi thiện nguyện. Nhưng mà bây giờ thì giả bộ như là mẹ lười một chút xíu để mẹ ở nhà với tụi con nhiều hơn, để thời gian mà mình ở bên nhau nhiều hơn. Ok, mẹ sẽ bớt thời gian lại. Ở bên nhau nhiều hơn để kết cái tình yêu thương giữa mẹ chồng nàng dâu. Thương chứ. Để gần gũi nhau nhiều hơn nữa. Con của tôi mà. Dạ. Hôm nay là con ruột rồi chứ không phải là con dâu nữa rồi. Có một món quà mà cô con dâu muốn tặng cho mẹ chồng. Mẹ con tặng mẹ. Trời ơi, mẹ cảm ơn con nha. Đừng có khách sáo, đừng có nhiều chuyện. Cái gì vậy? Dạ, mẹ hay đi họp trên quận á, nên mẹ thích mặc áo dài lắm, nên em vải tặng mẹ. Rồi nhớ chở mẹ ra tiệm may nha. Áo dài màu gì đây, không biết mẹ thích không? Trời ơi, đẹp quá. Đấy, trời ơi. Đây, này có hình mẫu này của mẹ nè. Hoa sen đúng rồi đó. Trời ơi, mẹ thích cái này không? Thích chứ, thích lắm. Màu vàng là thích rồi, còn hoa sen nữa. Dạ, thì không phải của con. Thích dạ, cũng thích đó. À, để nói Dũng tặng cho con nha. Một kỷ niệm gửi tặng cho cô Dung. Vâng. Để lâu lâu gia đình nhìn lên truyền hình thấy Quyền Linh Lê Lộc ở đó.
Đây là một trong những cái kỷ niệm vui cuối đời của cô. Dạ. Tôi cũng xin cảm ơn. Dạ. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là bộ chăn ga gối nệm của thương hiệu Elina. Dạ, còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Chúc gia đình mãi mãi bên nhau bạn nhé. Hôm nay cái phòng này còn trống trống, Linh tới ở tháng đang khó khăn về phòng ở.